hôm rồi cũng nghe anh đăng lên cái chuyện bé Tính cha dượng bạo hành đó anh. Thì mình chung là mình bức xúc lắm, mình là cha dượng nè, cha dượng mà lúc ba với mẹ ly dị là lúc có 7-8 tuổi đó. Anh có ý kiến gì anh cứ nói không? Anh có ý kiến gì anh cứ nói không? Anh tôi có ý kiến là cha dượng làm như là không đúng. Con mà của vợ mà quánh cỡ đó, mình có vợ với con chị nó bao che nó là mình không có đồng tình những cái chuyện đó. Bây giờ muốn làm sao cho mình thấy được cái mặt, tôi mong là thấy mặt cha dượng tôi coi thử một lần cho nó có tính nó như thế nào thôi. Quá ý mình là cũng cha dượng mà con mình thì anh đi đâu vậy, anh kêu hung ba là hung là cơ bằng là sắc độ ngủ với ba luôn, cha ruột đó giờ mà nó không quan tâm, mà quan tâm mình luôn, tại đứt ruột đứt gan luôn anh. Thiệt anh mà có cái chuyện bé Tính, người người cha dượng mà của bé Tính á, thì anh suy nghĩ về cái hành động giống như bé Tính với người chị bé Tính thì mẹ của bé Tính nữa, thì anh suy nghĩ gì thế nào về ba cái này? thì cái cha dượng nó với hai mẹ con nó là đồng tình luôn. Trước khi mà nghe công việc này là sợ thằng cha dượng này nó nói gì sao mà bỏ hai mẹ con mới đi về, bây giờ đừng là đừng chối tội lại. Còn nói á, bà còn nói với anh Đặng Nhân Phúc á, kêu về đây đính chính là giờ đây đi rồi coi sao, giờ chở anh Đặng Nhân Phúc ảnh đính chính lại. Họ anh Đặng Nhân Phúc có đâu có nằm bên bả rồi đúng không, phải nằm bên máy tính rồi đó. Anh tôi bức xúc cái vụ này nè, không biết sao mà tôi trông cho anh sao mà gặp mặt được thằng thằng cha dượng này, tôi coi thử. Thì bé Tính thì anh cũng và cũng anh em đây cũng cũng nghi ngờ là bị cha dượng này là hành giống như có hành vi bạo hành là rất là lâu rồi. Đúng rồi, mà hàng này nó giấu không dám nói nè, sợ nó sẽ ăn đòn. Thì Con mẹ quá bao che. thì Ngay tôi thì tôi không biết chữ, có vô đăng ký kênh anh nhưng mà tôi không có biết chia sẻ nằm đâu chẳng nào nó ngay. Biết anh lâu rồi, có đăng ký kênh anh coi hoài à, nhưng mà không biết chia sẻ. Nghe anh nói thì quen có hoàn cảnh như bị bạo hành trẻ em đồ với mấy người già rồi đó, mấy anh giúp đỡ đó tôi cũng mang ơn. Có dịp nào mà anh đi nghe ở đây rồi anh có góp ý kiến gì về câu chuyện của máy tính không? Thì bây giờ góp ý kiến là giờ sao mà đưa cho thằng cha dượng nó ra ánh sáng à? Tại vì khi mà em đưa những cái thông tin lên đó thì có những cái thông tin trái chiều nói là đây là cha mẹ cha với cha gọi máy tính với máy tính là đây là dựng chuyện lên, theo anh suy nghĩ như thế nào ạ? Theo tôi suy nghĩ là tôi cũng nghe cái kinh của anh về nói mà ông công an đó, là ông nếu mà ông có làm công an mà ông nói gì đó ông có sai sự thật. Pha có thằng bé Tính là anh nói chuyện còn không dám nói cảm ơn cộng đồng, không biết sao mà nói. Ổng rất là hiền, ổng khóc không mà ổng không biết ăn nói gì chứ, làm sao mà ổng nằm bên bé Tính mà cái thằng mơ lớn cái thằng nhỏ không bao giờ nó dốc không có sao nó nói vậy. Không có thằng bé Tính mặt nó sáng nó khôn vậy mà. Còn Ơi, cái thằng nó Tính nó phải ngu. Đó, chị thấy anh thấy không, bé Tính bao nhiêu lần đã gặp bà người cha dượng mà ôm có hành vi mà dám ôm ấp chị hai của bé Tính á. Tôi nghe cái tôi không chịu cái nữa nè, ngủ riêng ngủ chung trên giường, nhỏ kia ngủ riêng 4 giờ đi bán cá, kêu con nhỏ chị qua nhầm nhớ em thằng cha là trên võng tưởng là con mẹ xuống chàng tay ôm ôm đã cái tóc mùng hỏi mẹ ở đâu rồi, nó mẹ đi bán à không có tóc mình ôm cái mền chạy ra trước là vô lý. Còn chạy cứng thôi ra sao ôm tới, thường thường là giỡn với con vậy mà với mẹ luôn đó là không hợp lý, không hợp lý. Trời, tôi có con gái của vợ nay 18 tuổi anh, tôi nuôi nó tới học hết 12, khả năng nghèo quá đi rồi cho con đi làm. Nhưng Nhưng mà mà mình là con gái mình phải giữ khoảng cách, cho dù con ruột mình phải đúng giữ rồi, khoảng cách đúng không anh? cha ruột cũng phải giữ chứ phải là trời ơi trời. Đúng rồi. Đó, chẳng hạn anh đi đâu giờ đi, anh đi đâu 1-2 năm hoặc 3 tháng anh nhớ con hay là con nhớ anh, kêu hai đứa ra đây hôm qua cái cái đó là mình có quyền đúng không? Chứ còn cái vụ mà mất con vợ là không bao giờ có. Hoặc là về mình nhớ con quá mình chút 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 đầu thôi chứ mình đâu có cái gì mình ôm cái đó được. Bỏ vậy cái đó cũng phải trời ơi, cái đó là cháy đầu mình sao ôm tới là ôm sao, mà nói giỡn là giỡn sao, tôi không chịu. Trời, tôi là cha dượng mà tôi thì sống với vợ tôi cũng 10 năm mà 9-10 năm rồi,
Nhưng mà anh thấy không, và bây giờ này như bé Tính nói là bé Tính dựng chuyện ra nói dốc nói láo, nhưng mà 10 người hỏi thì đều trả lời có một câu một, nó đâu có sai cái chữ nào đâu. Nó đâu có hai, nó đâu có hai lời đâu, nó có một lời một. Dạ. Nhưng mà nhưng mà con nít, dạ nít nó đâu là nó dốc được đâu anh. Đúng rồi. Còn con mẹ có điện thoại với cái tô lên đầu, nó té xe, té trong gạch. Dạ. Còn chạy xe đạp, mình mẻ chày, nó chạy xe đạp té. Còn thuộc dầu á, phạt con chị nó nè. Ủa mắc phạt thôi mà. Dạ. Mắc phạt mà bà nội nó căng hai cục gạch ra hả? Căng hai cục gạch tay, mình chịu nói không? Mình người lớn, anh chịu nói không? Dạ. Anh là cũng một người trai dượng đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, anh là một người trai dượng. Cái hành vi của cái người trai dượng của Tính này theo như anh á, thì anh xử, anh ra đường anh gặp anh xử lý như thế nào? Nếu mà tôi mà sao anh nói sao, anh nói sao tôi nghe không kịp, bị má nghe ồn á. Anh cũng là một người trai dượng, và anh lỡ mai anh ra ngoài đường anh gặp vô tình gặp người trai dượng của Tính này, anh sẽ xử lý lên như thế nào? Thì nói chung ra mà anh thì cộng đồng ta xử lý sao là em vậy, chứ mình không có dám nói hơn đúng không? Dạ. Thì mình nói bằng cái miệng thì ta nói mình ấy này kia. Dạ. Mà tôi gặp thử đi, đi rồi cho tôi gặp cái đây. Dạ. Thì tôi trông cái anh gặp mặt nó hoài mà sao tôi không thấy. Dạ em cũng canh, em cũng đang ở trên nhà đó nè. Đang trên nhà nhưng mà em canh hôm qua tới giờ là em không thấy ai mở cửa ra vô luôn. Ừ, còn cái kênh của anh gì mà nghe nói nó hâm, nó chạy xe, nó quẹt cái đít, anh té, lặt cái kênh anh gì nữa, tôi quên tên, quên rồi. Có dạ. Cái kênh anh nó mà quên rồi. Dạ, kênh Bụng Bự. À. Dạ, em kêu Bụng Bự. Tôi dạ. Vô tôi hỏi cho biết là anh có sao không, giấy chào Phật canh đừng có gì hết, đừng anh làm người giúp cho đời. Dạ. Ở em thì nói chung em có mất xúc không gài lâu lắm rồi, nhưng mà anh em có mong anh á mà có đi về ăn nhiều trai dượng rồi. Không ừ. Phải như nói chung là 1.000 người trai dưỡng mới có được 1-2 người giống vậy thôi anh, chứ không phải ai cũng như ổng đâu. Dạ mai mà ta kia nó sửa bắn hết trơn rồi đó. Dạ cũng bắn hết rồi đó. Dạ cũng như là mình mà là con người với nhau, ví dụ bây giờ anh nuôi không được con của riêng của vợ mình hãy cho bàn với vợ mình cho nó về bên cha ruột hả, cha bà nội ruột nuôi, chứ hoặc là mình đưa còn không nữa là mình đưa vô trẻ một con này nọ mình gửi vô trong đó. Dạ đúng rồi. Anh thấy không, bây giờ bé Tính này cũng không cho đi học mà cho chị hai đi học học nghề. Ừ. Không. Rất là vô lý. Dạ. Mà tôi sợ cái thằng cha dượng này nó chắc hai mẹ con ăn của phai anh à. Dạ. Có thiệt. Nếu mà cái trường hợp này á mà con bé chị mà đi thử á, giờ mơ là có anh bảo đảm anh không còn. Thêm à, có nghĩa là kiểu đó là... À đi thử về con gái anh. Ừ. Dạ. Thiệt cho anh luôn á. Trời ơi, con cô vợ mà con nhỏ là công nhận nó thánh thoát ghê không? Dạ. Nó cũng như là nó 14 mà nó cũng như 20, 25 vậy đó, nó lanh nó ghê không? Dạ. Mà cái mặt của nó gan con mẹ luôn. Dạ. Nó ngồi mà cái mặt nó nghinh láo láo sao á. Dạ. Nó về quê, về xứ nó mà cha mẹ ông bà nó còn không hỏi nữa, mẹ cha ruột nó còn không hỏi nữa mà. Ồ. Mặt nó càng nghinh mà. Dạ, vậy á anh. Nó dạ. Nói những câu nói với em nó là tôi bức xúc lắm. Dạ. Nhưng con chị nó đừng nó nói vậy. Phải. Dạ. Phùng thục phải thương em nó kìa, chứ đừng có nói khẳng với em nó là cái chuyện đó là không đúng rồi. Dạ. Chú bất xúc liệu, chú cứ nói đi nào. Bây giờ chú xin đề nghị chú nói thế này nè, con dạ. Chị nó đã nói với em nó đã nói, em đi về rồi chị tính sao. Dạ. Mà nhưng khẳng định chị nó nói, trả lời một câu yếu xìu, không có nói làm sao được, em nó đâu có đặt chuyện được. Dạ. Nhưng con chị nó, cái bản mặt của con chị nó đừng có thua của con em, của thằng em nó nữa. Dạ. Nói, nói thẳng luôn, con chị nó đừng có hấp dịch. Dạ. Chết bây giờ đây nè, nếu mà vào huyệt rồi, con chị nó với mẹ nó sẽ thấy cái cảnh. Dạ. Cái tội bao che đó là cái tội đó là như thế nào? Bây dạ. Giờ mình phải, không phải, bây giờ phải thương em, phải nói với em như thế nào? Chứ đừng có khăng khẳng cái chuyện đó là không đúng rồi. Tôi nói thật với chú, cái chuyện gì, cái thằng 12 tuổi này nó không bao giờ nó tạo cái điều kiện gì mà nó nói được hết tất cả. Dạ. Nó không có đặt chuyện gì được hết. Mà nhưng mẹ nó với con chị nó là đừng nói câu nói là về cha nó là rất là khờ. Dạ. Rất là hiền. Mà nhưng cha đâu có đặt gì, chuyện mà giữ mẹ ấy lên mà nói là để cái chuyện. Dạ. Đừng làm vậy. Thì tôi nói chú vậy, tôi góp ý vậy thôi. Dạ.
Thì chú suy nghĩ về sao cái hành động của người cha dượng với chú? Đấy, cái đối với cái người cha dượng á, nó phải có cái mâu thuẫn. Nếu mà nó không làm cái thằng này như vậy thì này làm sao nó ở với được con chị? Cái đó là tôi nhận thức rõ ràng. Nó phải có cái mâu thuẫn. Đấy, nếu mà không diệt cái thằng cái gai này làm sao để nó tự do? Đó. Thì tôi nói vậy là chú nhận xét rõ ràng này. Dạ. Rồi, ok nha. Dạ, dạ, cảm ơn chú. Dạ. Rồi.